xa hoa đời chơi vơi, phải tìm hơi ấm nơi gia đình. Bên anh em ta ước phút giây bình an. Ngồi đây ta mơ về hạnh phúc, vậy mà chẳng biết nơi đi tìm. Sóng gió bao tố xin hãy lướt qua nhẹ nhàng. Giữ lấy sức sống, giữ lấy trái tim yêu thương, bình minh tới mang yên lành. Đi đâu loanh quanh lại về đây, về ăn bữa cơm nhà ta. Dẫu có sóng gió, dẫu bao khó khăn đợi chờ, cùng về dưới mái ấm gia đình. Đau thương qua đi rồi hạnh phúc lại nở hoa. Giữ lấy sức sống, giữ lấy trái tim yêu thương, bình minh tới mang yên lành. Đi đâu loanh quanh lại về đây, về ăn bữa cơm nhà ta. Dẫu có sóng gió, dẫu bao khó khăn đợi chờ, cùng về dưới mái ấm gia đình. Đau thương qua đi rồi hạnh phúc lại đâu. Tôi hỏi thằng Dư có liên lạc với cô không? Tôi và anh Dư đã kết thúc rồi. Tôi chỉ muốn biết nó sống chết sao thôi. Cô làm ơn nói nó gọi gì cho tôi để tôi yên tâm. Tôi sẽ không bao giờ liên hệ lại với Dư nữa. Nhà này không chứa mấy cái đứa vô ơn, không biết đến anh đến em là gì ấy. Ôi mẹ. Mấy người vừa phải thôi nha. Người nào mượn thì người đó trả đi chứ. Cái thằng nhà mà mấy người cho nó mượn á, nó bao nhiêu tuổi rồi mà bây giờ đi kiếm anh nó. Cái đó là tiền đi học của ông Phúc. Em tính làm gì vậy? Mình cần chuẩn bị tiền để cho anh quá trị. Hay là mình xài tiền này trước nha anh? Không được. Khó khăn lắm, cực khổ lắm anh kiếm số tiền này. Có chết cũng không được đụng tới nó. Không được nó chết nữa. Sao mở miệng ra lúc nào cũng nói tới chết vậy? Anh làm được cái gì cho mẹ con em chưa? Anh không có được chết, anh không có tư cách chết. Xin lỗi. Anh đừng lo. Số tiền này vợ chồng mình sẽ kiếm lại được. Em không bỏ tương lai của con Phúc đâu. Nhưng với mẹ con em, anh là quan trọng nhất. Anh ơi, hơn nửa đời mình anh sống cho em của anh rồi, bây giờ anh phải sống cho mẹ con em chứ. Anh đừng có nghĩ quẩn như vậy nữa. Anh mà con như vậy nữa em không có tha cho anh đâu. Đó là tiền đi học của ông Phúc. Khó khăn lắm, cực khổ lắm anh kiếm số tiền này. Có chết cũng không được đụng tới nó.
Gọi xem tôi đã chết chưa hả? Bố đừng giận Phúc. Phúc nó làm bố bực mình không? Tôi đâu có dám bực mình. Mẹ nó là chủ nhà, thích đi thì đi, thích về thì về. Tôi đâu có tiếng nói gì. Bố ơi, giờ bố còn tiền không? Làm gì? Anh Ngọc anh sắp nằm viện điều trị mà tụi con không còn bao nhiêu. Bố cho con mượn một ít nha bố. Cho con đi nuôi bệnh không công, giờ lại muốn bố nó lo tiền chữa bệnh chứ hả? Bảo đám em nhà đó đi mà lo. Con về nhà cho bố. Con về sau nha bố. Đây là thông tin thân nhân của từng người trong gia đình có đính kèm hình ảnh. Riêng mẹ của anh ta thì tôi chưa có tìm được. Khi nào có thông tin đó, tôi sẽ báo cho cô sau. Anh ấy đã về nhà chưa? Chưa. Theo tôi được biết, anh ấy đã gia nhập nhóm giang hồ, là trợ thủ đắc lực của tên đại ca Tân Cá Rô, cũng dữ dội lắm đó nha. Anh giúp tôi tiếp tục đi theo anh ấy. Bao giờ thấy anh ấy tách khỏi nhóm người đó đi riêng thì nói với tôi. Ok. Bây giờ tôi đi trước đây. Cảm ơn anh. Chào chị. Anh Ngọc ơi, mình sợ lắm hả? Tay còn run nè. Em ngủ em giật mình vậy không thấy anh đâu. Em sợ anh buồn quá, anh nghĩ quẩn rồi anh làm chuyện không hay. Đúng là cách đây mấy phút anh có nghĩ đến chuyện nhảy xuống á mà. Rồi anh nhớ là lời mình nói với anh hồi chiều. Anh còn nợ mình với con nhiều quá. Giờ anh muốn bù đắp cho hai mẹ con. Anh không muốn chết nữa mà. Nhưng mà anh phải làm sao đây? Từ đây về sau anh không có vậy nữa đâu. Đừng có giận anh. Cũng đừng nghĩ ngợi lo lắng gì nữa hết nha. Nha. Anh buồn lắm phải không? Tự nhiên
tụi nó dọn đi hết. Căn nhà này trống trải, anh tủi thân lắm phải không? Trong đầu anh giờ mơ hồ. Anh còn nhớ anh đã từng nói những lời làm cho mấy đứa nhỏ tổn thương. Anh cứ nghĩ là anh đã yêu thương, chăm sóc cho nó đủ đầy rồi không? Sao cái lúc mà anh biết mình bị bệnh đó, anh không nói cho tụi nó biết? Lúc biết mình bệnh, tự nhiên nhớ tới bố. Nhớ cái lần bố lại xin gan anh, nhưng mà bố không dám mở lời. Chắc lúc đó bố đau khổ. Giờ anh cũng giống như bố vậy mà. Anh còn dám nói cho tụi nó biết anh bệnh, chứ đừng nói chi mở miệng ra xin gan tụi nó. Anh sợ. Anh sợ lúc mình quay lại mình không thấy tụi nó nữa. Anh không có giống bố. Một mình anh đã nuôi nấng chăm sóc cho tụi nó trưởng thành. Anh chịu rất là nhiều thiệt thòi rồi. Em thấy không có gì quá đáng khi mà anh đòi tụi nó hiến gan cho anh cả. Giờ nghĩ lại nhiều khi chuyện mà anh nuôi tụi nó chắc chi vì anh. Tại anh muốn anh thành người anh tốt. Tại anh muốn được sống thanh thản nên mới làm vậy sao? Miệng thì lúc nào anh cũng nói anh yêu thương tụi nó. Nhưng mà tụi nó cũng chịu nhiều thiệt thòi tổn thương vì anh. Anh cũng biết anh làm anh kiểu gì. Giờ mình mở miệng ra anh nói tụi nó phải cho gan anh để đền đáp ơn sức nuôi dưỡng. Anh biết anh là thứ gì với mình. Cuộc đời anh sai rồi. Anh là người chọc vô dụng, người anh vô tình, người cha vô tâm. Không có đúng. Em sống với anh gần 20 năm rồi, em làm chứng anh không có sai. Chỉ có tụi nó sai thôi. Anh Ngọc ơi, hơn nửa cuộc đời mình anh nghĩ cho tụi nó rồi, bây giờ làm ơn sống cho bản thân mình đi, nghĩ cho bản thân mình đi. Con đây cô. Cô nấu cháo cá thu cho cháu đây này. Nghe nói ăn cá thu nhiều là tốt cho gan lắm. Cô cứ cho đồ hoài, con ngại quá. Ngại cái gì? Mà con đang uống thuốc gì đây? Dạ, thuốc của mẹ ăn Phúc hốt. Nói uống này tốt cho gan. Thế thì phải chịu khó, uống nhiều vào. Biết đâu mày thầy phước chủ con lại khỏi thì làm sao? Dạ. Uống đi. Mấy bữa nay bà có tới thăm không? Ai? Thì cái bà mẹ vô lương tâm của cháu chứ còn ai? Dạ không. Cái con mụ rời đánh thánh vật này. Cô đã nói cụ thể bệnh tình của cháu. Vậy mà. Cô nói bà nghe làm cái gì? Nói chứ. Nói để cho bà đến đây bà hiến gan cho con. Mà nếu không hiến gan thì bà phải đưa tiền để cho con chữa bệnh chứ. Không cần đâu cô. Bà có cho con cũng không nhận. Con với bà giờ không còn bất cứ liên hệ nào hết. Sao lại không nhận? Mẹ cho gan, nếu mà gan hợp thì anh phải nhận. Nhận hết. Nhận hết. Cứ hợp là nhận hết con ạ. Cô Bông, bà hay tin anh Ngọc bị bệnh á, bà có nói gì không cô? Có. Lầm bầm. Nói là y học bây giờ phát triển, thể nào cũng chữa được bệnh cho thằng Ngọc. Bà còn nói xạo là bà đang muốn đến thăm thằng Ngọc,
Thế là cô lôi bà đi luôn. Ai ngờ bà chì lại, bà giấy lên đành đạch ý. Xong rồi bà cắn cô đây này. Trời đất ơi. Mai mốt cô đừng có như vậy nữa. Có chết còn không nhận gan của bà đâu. Mình Ngọc, nhưng mà cô sốt ruột quá cho nên là cô phải đi tìm bà ấy. Nhưng mà nghĩ cho kỹ, có tìm ý thì mũi cũng chả đời nào chịu cho gan đâu. Có khi bây giờ lại đang trốn chui trốn lủi ở cái chỗ nào ấy, vì sợ phải đến đây cho gan cho tiền. Ôi giời ơi, mà sao ông trời bất công thế cơ chứ. Lẽ ra bệnh tật phải giáng lên đầu cái con mụ ý, chứ không phải là đối xử bất công với thằng Ngọc nhà mình như vậy. Em mua cho anh cái áo nè, anh mặc vô đi. Đứng lên, đứng lên. Ồ. Mặc vô em coi. Trời ơi, áo màu xanh lá táo luôn ha. Người ta nói màu xanh lá cây, không có ai nói màu xanh lá táo hết trơn á. Anh thích không? Thích chứ. Trời ơi. À, mà nhà mình đang không có tiền, tốn kém chi vậy? Em có quỷ đen. Trời ơi, công nhận anh mặc cái áo em mua nó đẹp trai dễ sợ luôn. Bởi người ta mới nói người đẹp vì lụa có khác không nè. Trời, giỡn chơi quá. Dù sao xưa anh cũng đẹp trai nhất khu phố Văn Hóa chứ bộ. Đó, mình nói mình thích anh là đôi tai, mà thiệt ra vì nhan sắc đúng không? Thôi đi, khen định anh thôi chứ anh đừng có mà lên mặt. Cái gì vậy? Anh mặc đi. Thôi ra. Thôi. Áo đẹp để đi cho sang xe bận. Anh cứ mặc đi. Khi nào mà cũ á, em mua cho anh cái mới ha. À, cũng đúng. Để mốt chết rồi cũng đâu có bận được cái đó. Nói tầm bậy. À, xin lỗi anh quên. Wow. Mày làm gì vậy? Thì bắn tim. Bắn hả? Anh quay vòng em coi cái. Rồi trời nật vậy cũng bận luôn hả? Đẹp. Em muốn nói gì nói lẹ đi. Chỗ này không hợp cho mấy người như em đâu. Anh trai anh tới tìm em. Chỉ vì anh ấy cấm cản tụi mình mà anh bỏ nhà đi như vậy à? Lúc trước anh đã từng hứa với em là sẽ không dính dáng gì tới xã hội đen cơ mà. Em tin mấy lời nói của mấy thằng đầu đường xó chợ như anh làm gì?
Nhưng anh không thể sống như vậy được. Đây mới là cuộc sống của anh. Dùng nắm đấm để kiếm ăn qua ngày, ăn chơi chát tán, sống nay không cần biết ngày mai. Không phải, anh không giống với họ. Vậy anh phải giống ai? Anh là một thằng không biết cha mình là ai thì anh nên giống ai mới đúng? Ai cũng có nỗi khổ riêng. Em là con của một người vợ lẽ. Gia đình nhà nội không chấp nhận em và em phải mang họ mẹ cơ mà. Nhưng ít ra em còn biết cha mình là ai. Còn anh? Anh thậm chí còn không biết dòng máu nó chảy trong con người của anh là của ai. Em hiểu không? Em về đi. Anh hai anh hình như không được khỏe. Mọi người đều đang rất lo lắng cho anh. Anh về nhà đi được không? Nhà. Anh làm gì có nhà? Mọi người chỉ đang thương hại một thằng không cha không mẹ như anh thôi. Anh không cần. Dương. Đâu có về đi. Anh nghe em nói đã được không Dương? Dương. Anh nghe em đi mà. Dương. Dương ơi. Anh nghe em nói đã được không Dương? Về đi mà. Em rất nhớ anh. Về đi. Mình ơi, alo. Dạ, dạ, điện thoại của ông Đỗ Văn Ngọc. Dạ thật hả? Dạ. Dạ rồi, dạ rồi. Dạ, vợ chồng tôi sẽ vô liền. Dạ. Mình. Mình ơi. 3 phút. Dậy. Dậy anh ơi. Anh. Chuyện gì vậy Mình? Anh được cứu rồi. Hả? Bệnh viện vừa gọi điện kêu vợ chồng mình chuẩn bị nhập viện đi. Chuẩn bị danh phẫu thuật. Có nguồn gan hiến tặng. Thiệt hả? Thiệt. Sống rồi mình ơi. Sống rồi con ơi. Em gửi tiền rồi. Cảm ơn anh. Cảm ơn chị nha. Kết quả xét nghiệm sao rồi Phong? Tình hình ổn hết rồi chị ạ. Chỉ cần bố mẹ bệnh nhân chết não ký vào giấy xác nhận, bệnh viện sẽ làm thủ tục mổ luôn. Giờ mình chỉ cần làm thủ tục nhập viện đợi thôi ạ.
Phải làm sao đây anh? Mình phải lựa lời mà nói với anh chị thôi. Gia đình bệnh nhân không đồng ý hiến tạng, bệnh viện cũng không can thiệp được. Nhưng mà anh chị hai em đã rất hy vọng. Để anh nói chuyện với anh chị hai cho. Sợ tiếng còi xe cấp cứu. Mỗi lần nghe tiếng còi xe cấp cứu, em lại nhớ lần mình ngồi xe cấp cứu chung với mẹ. Hôm đó trời mưa rất là to, đường thì kẹt xe rất là đông. Tiếng còi nó cứ liên tục ở trong đầu khiến em muốn phát điên. Rồi mẹ cũng mất ở trong chuyến xe đó. Em nhớ mình đã khóc rất là nhiều, nhưng cũng không nghe được tiếng khóc của mình, cũng tại vì tiếng còi xe đó. Em không thể nào chịu đựng được cảnh tượng này lặp lại một lần nữa đâu. Là lỗi của anh. Đúng ra anh không nên làm khổ mình, làm khổ cả nhà. Số anh nó vậy rồi mình. Hay mình chấp nhận đi. Giờ anh chỉ muốn sống những ngày cuối đời vui vẻ, được đi đây đi đó với mình, với con. Anh không được bỏ cuộc. Em sẽ không để cho anh bỏ mẹ con em giống như mẹ đâu. Sướng thiệt. Bệnh cũng có cái hay ha. Nói tầm bậy tầm bạ cái gì vậy? Đôi bàn tay này á, là đôi bàn tay làm việc vất vả cực khổ suốt bao nhiêu năm để lo cho cả nhà. Cho em nâng niu chút xíu chứ. Hôm nay anh buồn lắm phải không? Nó không buồn là nó dối. Nhưng mà anh hiểu được cảm xúc gia đình ta. Hiến tạng mà mình, nó phải chuyện dễ. Anh không có được bỏ cuộc. Chắc chắn sẽ có tin tốt lành mà. Con người rồi ai cũng phải chết hết mình. Chỉ có điều là chết sớm hay chết muộn, hay là mình cứ để mọi chuyện tùy duyên đi. Đừng cố quá làm gì. Đừng có chọc tôi giận nha. Anh á, là phải sống thật khỏe mạnh để còn trả nợ cho em á. Anh cũng mong có kiếp sau để trả nợ cho em. Nói cái gì mà lung tung. Anh phải trả kiếp này, em không muốn gặp anh kiếp sau. Mẹ em nói cũng đúng. Kiếp sau gặp anh làm gì? Kiếp này cưới nhau 20 năm rồi mà chưa ngày nào cũng được hạnh phúc sung sướng.
suốt ngày cứ chạ xe, xối nước, chăm con, làm việc nhà, chăm sóc cho mấy đứa em của anh. Có nhiều lúc anh cũng nghĩ mua cho mình cái này rồi dẫn mình đi chỗ kia chơi. Cuối cùng anh có làm được gì đâu. Giờ quanh qua quẩn lại cái sắp hết đời. Ai nói vậy? Anh còn sống lâu lắm. Tin em đi. Anh muốn đi đâu chơi không? Hay bây giờ mình đi liền á? Có những đêm chờ xa, trời buồn thiêu. Thương ta vẫn còn đi mãi, ấp ôm những nỗi bi ai. Đời thoáng trôi. Bao lâu rồi mình chưa đi chợ? Cớ sao chẳng thương nhau? 8 năm. Là từ lúc mà mình lấy em. Chợt trong giấc mơ lại thấy em bình yên đến bên đi đời. Vô chợ cá nụ cười khiến anh đã quên đi ngàn điều lắng dạ. Lo xa vời người đã nâng bây giờ mình trong tình nữa yêu nè. Dù bạc tóc vẫn xanh lòng mong sản về không với em đỏ không tốt thì thôi em mua cá nha. Em hay mua cá ở hàng cô này nè. Cô bán cá tươi mà ngon lắm mình. Vậy ơi, lâu ngày quá à. Ông xã em. Ờ, hôm nay em ăn cá gì? Ủa, có bà xã đi chợ nấu ăn, mua đồ ngon quá trời. Ờ, em mua cá điêu hồng hách hành nha. Trong giấc mơ lại thấy em bình yên. Nhớ món canh chua của vợ. Vậy thôi mua cá lóc canh chua nha, hai món. Vậy cho em con cá này, cân con cá này, nó hành với lại rồi cho em hai con cá lóc để nấu canh chua. Cá lóc nấu canh chua á. Rồi, hai con cá lóc nhỏ nhỏ thôi á. Dạ. Rồi. Rồi, 40. Dạ, cảm ơn sầm sơ nha. Thời gian trôi. Rất nhiều. Nó đâu rồi? Cái thọc của đồng ấy. Ảnh đi xuống công viên cho thoáng. Với lại đi tập thể dục rồi bố. Mà sao bố tự nhiên kêu ảnh là cô đồng kỳ vậy? Chứ chả phải mấy lần bố kêu nó mua cua khổng lồ. Nó toàn mua cua đồng thôi à? Thôi khỏi. Không có nó ở đây càng tốt. Con dọn đồ đi. Bố. Bố tới đây là để đưa con về. Bố nghĩ kỹ rồi. Con không thể sống thế này được. Đi về với bố. Bố ơi. Đi. Bố ơi. Không. Đây rồi. Không ạ. Bố. Đi về với bố. Con không có về đâu. Con không có về đâu mà. Con không bỏ anh đâu. Con phải biết. Ngày xưa bố đã cực khổ chăm mẹ con như thế nào cả chục năm trời, tới khi bà mất, mà con cũng đã đưa đơn ly dị rồi. Bây giờ con phải sống cuộc sống của con chứ. Sao con cứ đâm đầu vào cái chuyện khốn khổ này thế hả? Con biết là bố thương con cho nên bố mới nói như vậy. Nhưng mà bố ơi, lúc mà mẹ bị bệnh á,
dù chăm sóc mẹ cực khổ nhưng bố đâu có bỏ mẹ đâu. Cái đó là tình nghĩa vợ chồng. Con cũng vậy. Anh Ngọc anh còn là ba của ông Phúc. Tụi con sống với nhau gần 20 năm rồi. Không lẽ bây giờ anh bệnh tật gì con bỏ anh sao bố? Con lúc nào cũng đổ lỗi là tại các em của ảnh, cho nên ảnh mới ra nông nổi như vậy. Nhưng mà nghĩ kỹ lại thì cũng có lỗi của con nữa. Con lúc nào cũng dằn vặt, bắt ảnh lựa chọn giữa vợ con với các em. Anh căng thẳng và mệt mỏi lắm. Nếu như con biết cảm thông với chồng mình á, thì ảnh không có bệnh tật như vậy đâu bố. Vô lý vậy mà con cũng nói được à? Bây giờ con không có nghĩ ngợi cái gì nữa hết. Con không thể bỏ rơi ảnh được. Ảnh khổ dữ lắm. Nếu như bây giờ con về nhà mình, bỏ ảnh lại đây có một mình, con nhắm mắt là con ngủ có yên ngủ, mà bố con đâu có ngủ ngon được. Con phải ở lại đây, con sẽ chăm sóc cho ảnh. Con không có đi về đâu. Được rồi. Sau này con đừng có trách bố là đã không khuyên can con nhé. Con mới chả cãi. Ôi bố, con tưởng nó bố về rồi. Bố mua 2 con cua. Nấu cái gì ngon ngon cho thằng Ngọc nó ăn. Cua? Cua này mắc tiền lắm, tiền đâu ra mà bố mua? Mày tưởng bố không có tiền à? Nói con nghe nhá, bố nhiều tiền để dành lắm đó. Con ấy, chăm người ốm thì chăm, cũng phải nghĩ đến cái thân mình một chút. Mình có khỏe thì mình mới có sức mà chăm nó chứ. Thế đấy, nấu cái gì ngon ngon rồi 2 đứa ăn. Mỗi đứa một con, đừng có nhường cả cho nó. Vậy thôi để con giấu ảnh, con ăn một mình con hết. Cái con nhỏ này. Bố ơi lại chơi một chút nha. Anh Ngọc anh sắp về rồi đó. Bố gặp nó làm cái gì? Nghĩ cũng khổ thân thằng con rể thôi. Cứ nhìn cái cảnh con vất vả chăm nó, bố cũng thấy buồn. Nhưng mà rồi nghĩ đến nó, bố lại thấy đau. Cả đời vất vả cho người thân, tới khi ngã bệnh thì bơ vơ khốn khổ một mình. Thôi, con đã quyết, bố cũng không cản nữa. Nhưng mà chăm người ốm là vất vả lắm đấy. Rồi nhiều khi con muốn như phát điên ấy. Thế nhưng rồi sau này hối hận lắm. Ngày đấy chăm mẹ con vất vả lắm. Nhưng bà ấy thì cứ đòi một sống 2 chết. Bố nhiều lúc cũng mệt mỏi quá, chỉ muốn chết cùng cho xong. Thế rồi cái bữa đó, tự dưng mẹ con lại đòi ăn nho. Bố khâu dày cả ngày mệt quá, bực bội mới trách bà ấy. Dở hơi, tự dưng lại đòi ăn nho. Bố bực bội bỏ ra khỏi nhà, nhưng rồi vẫn tìm sạp hoa quả để mua nho.
người ta gói nho vào trong cái tờ giấy báo. Bố có thể bố cầm về. Về đến nhà thì mẹ con đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng mẹ con đòi bố mua hoa quả. Từ đấy bố không bao giờ dám ăn nho nữa. Nhìn thấy nho bố cũng không chịu nổi. Bố ơi, mẹ con, mẹ con chắc tại không muốn bố nhìn thấy cảnh mẹ ra đi, cho nên mẹ mới cố tình làm như vậy. Chứ không phải là lỗi của bố đâu. Bố đừng có trách mình, bố đừng có dằn vặt mình nữa nha bố. Bố đừng có lo cho con. Con phải làm như vậy thì con mới thấy lòng mình được thanh thản bố ạ. Bố yên tâm đi, con gái của bố tháo vát và nhanh nhẹn lắm. Con không để cho mình bị thiệt đâu. Thôi được rồi, con làm gì thì làm. Nhưng bố chỉ có mình con thế đấy. Sao cái số bố con mình nó khốn khổ thế không biết. Thương ta sao bồi hồi mãi, đến khi nào lại vui. Có những đêm chờ xa, trời buồn thiêu. Thương ta vẫn còn đi mãi, ấp ôm những nỗi bi ai. Đời thoáng trông cớ sao chẳng thương nhau. Anh Ngọc, anh làm như vậy em có nghĩ gì tới cái cảm giác của em không? Em xin anh đừng có làm như vậy nữa. Ăn một chút cháo đi, dù gì thì cũng phải ăn để còn có sức mà chăm thằng Ngọc chứ. Mà anh Ngọc anh ác với con á. Nếu như anh cứ như vậy mà ra đi bỏ lại con Phúc, cô không biết phải làm sao. Em có rảnh thủ tục kiểm soát cho đi học gì? Gì anh vậy? Cái đó em phải trực tiếp đến bệnh viện để đăng ký. Với cả phải có người thân để xác thực nữa. Chỉ có hai người đàn ông á, nhìn thấy vết sẹo của tôi mà khóc, là anh và anh Quân. Anh đừng tưởng thấy vết sẹo trên người tôi rồi á nghĩ tôi là bạn gái anh nha. Phúc không có thấy sợ, mà Phúc chỉ thấy thương bao hơn. Nụ cười khiến anh đã quên đi ngàn điều lắng lo xa vời. Người đàn ông trong tình yêu, dù bạc tóc vẫn xanh lòng, mong về với em bữa cơm chiều. Hiên nhà lắng nghe thời gian trôi, để được nói rất nhiều. Giá như được bên em mà chẳng phải nghĩ những chuyện buồn.